Phải nói thật với anh em thì khi mà trải nghiệm Lumina 4 thì nó là một cái cho mình cảm giác khá là thú vị. Phải nói là vậy. Thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta sử dụng Lumina 4 để chúng ta retouch da mặt. Tất nhiên nó sẽ không giống như là Portrader, bởi vì Portrader nó là một cái plugin thuần về điều chỉnh da rồi. Còn ở đây nó là một cái chức năng sử dụng AI, nó là sử dụng máy học ở trong phần mềm Lumina để nó giúp chúng ta sử dụng, để chúng ta retouch khuôn mặt. Nó là một cái tool riêng, một nhóm tool riêng luôn để chúng ta xử lý khuôn mặt, cho nên nó khá là hay ha. Rồi ở đây thì mình trong cái nhóm này thì mình sẽ pick ra một vài tấm hình mà mình nghĩ là sẽ phù hợp để mình test thử cái chức năng này. Mình sẽ đánh dấu sao những cái hình 5 sao đi, những cái hình mà chân dung. Đây, ví dụ những hình này đi. Rồi, ok, tạm thời vậy. Mình sẽ sort lại 5 sao thôi. Đó, rồi. Qua tab edit. Ở đây thì chúng ta sẽ có ở trong cái video trước á, mình giới thiệu tổng quan thì các bạn cũng đã biết là trong Lumina nó có một cái nhóm công cụ chuyên để chúng ta chỉnh hình portrait, có nghĩa là chỉnh hình gọi là chân dung đó, thì nó nằm ở đây ha, hình mặt cười khá là cute, portrait ở đây. Tất nhiên là bây giờ mình vào thì mình chọn cái hình này đi để mình thay đổi chỉnh một chút xíu về ánh sáng, về contrast. Ánh sáng thì vậy là ok rồi, contrast thì mình sẽ tăng contrast nhẹ thôi. Auto Enhance, mình sử dụng AI Accent mình tăng lên để nó tăng cái contrast ở những cái vùng ngoài, không phải vùng người. Nó khá là hay, khá là thông minh, khá là ok. Color thì không, structure thì không. Structure, AI structure nó giống như là sử dụng cho những cái ảnh về phong cảnh hoặc là ảnh về bố cục, về về những cái cấu trúc, ví dụ như là chụp đường phố kiểu thế thì AI structure sẽ ok. Còn đây thì mình tăng vibrance lên chút xíu để màu nó nhẹ nhẹ lên. Đó, thì anh em có thể thấy đây là trước sau này. Click vào đây để thấy trước sau nhé. Click đè luôn để chúng ta thấy trước sau. Đơn giản thế thôi, đó là về ánh sáng. Rồi tiếp theo về nhóm công cụ portrait, ở đây chúng ta sẽ có bốn cái nhóm phụ ở trong này, bao gồm chỉnh về skin thì chúng ta ứng dụng AI, portrait enhance thì ở đây nó giống như là gọi là liquify vậy đó. Ở trong liquify ở từ phiên bản CC 2015.5 trở lên đó, là nó tự động nhận diện khuôn mặt, thì ở đây cũng tương tự như thế, nó không có bóp mặt thôi ha. À, có bóp ngặt nhưng mà có tí thôi. Rồi, hai key thì nó tăng giảm cái phần ánh sáng trên khuôn mặt của ông ta. Các bạn có thể thấy là nó tăng hai key nè. Đó. Nó đơn giản như vậy thôi, nó cũng không có gì gọi là đặc biệt lắm đối với mình. Cái phần hai key này thì mình không có gì để nói bởi vì nó không cho mình cái kết quả gì gọi là ngon lành cả. Autumn effect thì nó là tăng cái độ glow đó. Cái đó đó các bạn biết cái này không? Ở trong cái tutorial trước đây mình đã nói đó. Đây mình có cái type 2 thì nhìn nó có vẻ đẹp hơn. Thì cái này các bạn có thể sử dụng ở trong những cái ảnh mà chúng ta cần cái độ mịn màng. Thì mình có một cái tutorial tương tự như thế này sử dụng trong Photoshop rồi. Ở đây thì mình muốn nói tới hai cái nhóm thôi, đó là AI Skin Enhance, Portrait Enhance và một công cụ nữa là chúng ta xử lý cái mụn các thứ ha. Rồi, đầu tiên AI Skin Enhance thì nó sẽ ứng dụng nó đối với mình nha, các bạn có thể đơn giản tăng cái amount lên và chờ chút xíu. Chờ chút xíu, nói gì nói nó vẫn là sử dụng công cụ máy móc mà, thì nó sẽ phải cần một chút xíu để nó xử lý ha. Thì ở trong cái AI Skin Enhance Amount này chúng ta tăng lên thì nó sẽ giúp chúng ta làm mịn da. Các bạn phải phân biệt rõ như thế này nè, đối với thằng Portrader hoặc là những công cụ thông thông thường á, thì nó không phân biệt đâu là texture, đâu là màu. Ở trong Lumina thì có, nó sẽ phân biệt được, nó giống như là các bạn sử dụng cái gọi là cái kỹ thuật tách lớp vậy đó, frequency kiểu thế đó. Thì nhưng mà ở trong AI này khi các bạn tăng lên thì nó sẽ giữ lại chi tiết cho các bạn ha, giữ lại chi tiết, nó sẽ làm mịn những cái phần bị nó tối góc rồi các thứ đó, nó làm cho cái màu sắc nó mịn màng hơn và làm cho da của ông ta nó có một cái cấu trúc nó bền vững hơn, cái màu nó mịn màng hơn ha. Nhưng mà cái texture nó vẫn còn. Đây, trước này, đây là trước này, là sau, trước, sau. Mình sẽ tắt bật thử cái AI Enhance này đi. Đó, các bạn có thể thấy nè. Đó, các bạn thấy những cái vùng da ở những khu vực tối rồi chuyển màu không? Nó khá là ít thôi, nhưng mà các bạn để ý các bạn sẽ thấy nó khá là mịn. Nhưng mà chi tiết nó vẫn còn nha, chi tiết tất cả là còn. Sau đó các bạn có thể check vào cái AI Skin Defect Removal. Skin defect nó là những cái khiếm khuyết ở da ha, ví dụ như là mụn nè, những cái gọi là khiếm khuyết thì nó sẽ tự động nó khử đi. Tất nhiên là
máy thì nó vẫn chỉ là máy thôi. Rồi tiếp theo, ví dụ như là mình sử dụng cho một cái hình này đi chẳng hạn vậy, đây ha, đây mình cũng sẽ sử dụng cái nhóm skin AI skin enhance, thì các bạn sẽ thấy ở trong cái video mà demo thì mình đã kéo thử và mình đã thấy có cái vấn đề này rồi, đó là nó xử lý cái những cái khiếm khuyết nhưng mà nó xử lý luôn cả những cái vùng là gọi là chính, ví dụ như là lỗ mũi luôn. Cho nên là đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý ha. Khi các bạn tăng lên này, đó kéo lên và check vào cái AI skin defect removal, các bạn sẽ thấy nó sẽ xử lý. Đó các bạn thấy cái ở phía dưới này nó mất không? Đây này, tắt này. Đó rồi, tắt bật ha, các bạn thấy không? Mình sẽ zoom ra chút xíu, đây là tắt này. Bật này, tắt bật. Các bạn sẽ thấy không? Cái chi tiết da nó còn giữ nguyên luôn và có một chút nào đó nó đẩy chi tiết da lên nữa, tuy nhiên là nó khá là ok ha. Ví dụ như là cái này các bạn chụp tin xóa phông các bạn sử dụng khá là ok đó. Nhưng mà có một vấn đề là các bạn thấy cái lỗ mũi không? Mắt này. Đó, thì cách xử lý như thế nào? Các bạn sẽ click vào cái Edit Mask. Các bạn chọn là Brush ha, chọn cái Brush. Ở đây phía trên này ngay lập tức nó sẽ hiện cho các bạn cái setting của cái brush này, bao gồm cái chỉnh size này, chỉnh softness, chỉnh opacity và chỉnh cái phần erase. Ví dụ như là đây, các bạn muốn bỏ bớt cái phần skin xử lý này đi thì các bạn sẽ chọn erase để chúng ta bỏ cái phần xử lý ở vùng mũi ha, bỏ xử lý ở vùng mũi thì các bạn sẽ chọn như thế. Size thì các bạn click vô các bạn giảm chút xíu đi để cho nó đẹp hơn, và mình sẽ click nhẹ nhàng vào vùng mũi này thôi để chúng ta xóa cái phần xử lý ở vùng mũi đi ha. Đâu rồi, click xong nó chưa xử lý. Đây, rồi, ok, đó. Và mình done, click done cái là xong ha. Rồi, tiếp theo các bạn có thể bật tắt để các bạn thấy cái xử lý của ông ta này. Đó, có một số cái khiếm khuyết nó vẫn còn thì chúng ta phải xử lý làm sao. Các bạn sẽ click vào cái canvas của ông ta, các bạn sẽ thấy cái erase ha. Mình sẽ zoom vô và sử dụng cái công cụ erase. Ở đây các bạn sẽ xóa những cái chi tiết thừa ở trên hình của ông ta. Cái erase này nó giống như là cái healing ở trong cái healing tool ở trong Lightroom vậy đó. Nó sẽ tự động nó xác định coi là texture ở khu vực nào giống với những khu vực các bạn chọn để nó lắp vô ha. Ví dụ ở đây vùng này đó các bạn bôi, ở đây nó sẽ không làm từng cái giống như là trong Lightroom đâu, mà nó yêu cầu các bạn bôi một lần và xử lý một lần luôn. Ví dụ như ở đây mình sử dụng cái brush ha, thì mình sẽ bôi vào những cái vùng mà mình muốn xóa này, ví dụ như những cái mụn, những cái khiếm khuyết này, mình bôi tạo vùng chọn vào những cái chỗ đó. Đó, mình sẽ cứ click như vậy thôi, các bạn chỉ đơn giản là click chọn thôi, bôi chọn thôi ha. Ví dụ như ở đây em có tí, ở đây em có tí, quá nhiều chỗ luôn. Tất nhiên ở trong cái là một cái gọi là cái công cụ để mình, đây các bạn giữ phím taskbar để các bạn di chuyển cái hình của ông ta nhé. Rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ bấm erase, bấm một cái để nó tự động nó phân tích những cái khu vực các bạn vừa bôi đỏ và nó sẽ xử lý, nó lấp những cái chi tiết khác vào đó và nó bỏ đi cái phần thừa ha. Thì đây nó sẽ đang chạy. Tức là như mình nói ở trong cái phần mềm, trong trong cái video mà mình giới thiệu tổng quan về phần mềm Lumina đó, thì cái những cái bước xử lý của Lumina có thể như là nó chưa được tối ưu hóa cho lắm, nó chưa có khai thác hết cho lắm. Cho nên là cái khả năng của nó chưa có ok lắm ha. Subtract có thể là mình sẽ bỏ bớt cái đi đó rồi. Những cái khu vực này thì mình cảm thấy nó hơi thừa. Những cái mũi này đang làm không tốt lắm. Đây, mình sẽ bôi đây coi. Erase cho nó chạy thêm phát nữa để nó khử cái vùng mũi nó có vẻ như là nó hơi bị khó xử ở khu vực đó sao đó. Đó rồi ok. Đó và mình nhấn done. Đó, thì ở đây nó lại chạy chút xíu. Mình biết nó hơi chậm ha, nó hơi chậm. Mình không biết là tương lai thì cái mức độ xử lý tốc độ này nó có hỗ sửa lại hay không, nhưng mà hiện tại thì mình cảm thấy nó chưa ok lắm về phần tốc độ. Đây là trước này, đây là sau, trước sau trước sau. Tất nhiên phần mũi mình làm hơi fail chút xíu, có thể là không xóa luôn để cho nó có khối rồi đó. Đó rồi, đây là trước này, là sau. Các bạn có thể thấy là cái phần da của chúng ta được xử lý khá là ngon lành đúng không? Đó, đây là trước này. Đó rồi, mình sẽ đây đây là trước này, đây là hình gốc, đây là sau khi xử lý, đây là hình gốc, đây là sau khi xử lý, khá là tốt mà đúng không? Da của người mẫu này thực tế hình gốc này nó đâu phải là gọi là xuất sắc gì nó đâu đúng không?
như kiểu ra vợ mình cũng ngon lành như thế thôi, đâu cần gì gọi là khó khăn lắm. Rồi chúng ta quay trở lại cái hình chụp người mẫu của chúng ta để chúng ta có một số cái chức năng khác, bao gồm giống như là cái liquify vậy đó, nó sẽ tự động nó xác nhận được sử dụng AI để xác định mặt của các bạn rồi đúng không? Thì nó sẽ cho các bạn chỉnh thêm một số cái chi tiết khác nữa, bao gồm chỉnh mắt này, chỉnh miệng, chỉnh các thứ đó, portrait enhance đây. Thì ở đây nó sẽ bao gồm face light. Face light là cái gì? Là cái ánh sáng mặt. Đây chính xác là công cụ cho các cụ mà thích chụp hình sáng mặt ăn tiền, thì nó là cái face light này đây, sáng mặt. Nó sẽ tự động xác định ở đâu là khuôn mặt của các bạn và nó tăng cái sáng lên đó. Mình kéo lên hết cỡ như này để cho các bạn dễ thấy, dễ hình dung cái phần sáng của khuôn mặt của chúng ta này. Cho nó hơi chậm chút xíu. Đó, đây là sáng rồi này. Tắt nhé. Đó, các bạn thấy thấy cái phần sáng không? Nó tăng lên khá là kinh, cho nên là mình sẽ giảm face slide xuống chút xíu. Đây là hồi nãy mình kéo lên này. Đó, bây giờ thì nó ok hơn ha. Rồi, red eye removal. Red eye thì nó là đỏ mắt đúng không? Thì các bạn sử dụng flash nó bị đỏ, thì ở đây không có bị đỏ. Rồi, eye whitening thì cái phần lòng trắng đó, cái phần trắng của mắt đó nó sẽ làm sáng cái khuôn mắt hơn, sáng cái mắt hơn, thì các bạn thể tăng sáng lên chút xíu. Rồi, eye enhance thì nó sẽ làm cho cái mắt của các bạn nó trong trẻo hơn ha, phần trong trẻo hơn, nó tăng contrast lên, tăng màu sắc lên để nó có trong trẻo hơn. Dark cycle removal, đây nó sẽ là cái gì rồi, cái panda, các bạn hay thức khuya đó, thì nó sẽ bị thâm quầng mắt đây, đúng rồi, thâm quầng mắt, thì nó sẽ xử lý cái phần dark circle removal đó ha. Ví dụ như là người mẫu mà bị thâm quầng thì nó sẽ xử lý, nhưng ở đây hình này thì không có. Rồi, slim face thì nó sẽ là cái mặt của các bạn đang bị tròn quá, ví dụ mặt mình chẳng hạn vậy, các bạn muốn làm cho nó gọn lại thì các bạn sẽ tăng cái slim face lên để cho nó xử lý. Tất nhiên là tất cả những cái điều chỉnh này thì nó sẽ sử dụng máy móc khá là nhiều và sử dụng AI để nó xác định mặt, cho nên là nó sẽ hơi chậm một chút xíu, thì mong các bạn thông cảm cái chuyện đó. Mình hy vọng là trong cái group gọi là group giới thiệu về chương trình này thì cũng có nhiều người feedback rồi, và mình nghĩ là sẽ có người sẽ sớm hỗ trợ thôi. Đây là slim face này, mà hồi nãy nó mới lên sao bây giờ nó lại tắt rồi. Mình nghĩ là có lẽ là đó, đây là slim face này, đây là trước sau, trước sau, trước sau, trước sau, trước sau. Ha, như là mặt người mẫu này khá là bầu bĩnh và mình nhìn khá là dễ thương, cho nên là mình sẽ giảm hết cỡ đi, mình không có không 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 có bóp mặt ha. Rồi, enlarge eyes, nó chính là tăng kích thước của mắt đó, nên cho mắt nó tròn vo hơn, nó lớn hơn ha. Thì ví dụ như là các bạn thích mắt người mẫu nhìn kiểu long lanh hơn kiểu đó. Hồi giàu lắm, mình sẽ không tăng. Rồi, eyebrow improve thì nó là cái lông mày ha, lông mày thì nó làm cho lông mày nó đậm hơn. Rồi, lip saturation là nó tăng cái sắc độ, cái màu của cái môi lên. Lip redness thì nó tăng cái màu đỏ lên. Khác biệt nha. Lip saturation bởi vì có nhiều bạn cái môi nó là màu kem, thì các bạn muốn cho cái đẩy cho cái sắc tố của cái da môi các bạn nó tự nhiên hơn thì các bạn sẽ tăng lên. Còn ví dụ như các bạn muốn môi các bạn đỏ hơn, rất rõ ràng nha, các bạn muốn môi các bạn đỏ hơn thì chúng ta tăng cái lip redness lên ha. Nó khác, một cái là màu đỏ, một cái là tăng cái sắc tố ở cái môi luôn, cho nên nó sẽ khác bỏ chút xíu. Rồi, lip darkening thì nó sẽ làm cho môi các bạn nó hơi đậm màu lại, ví dụ như là tây chắc thích thôi. Rồi, teeth whitening thì không nói làm gì nữa rồi, làm trắng răng ha. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Ở đây mask thì các bạn có thể chỉnh lại chút xíu, tuy nhiên là eyes thì nó sử dụng AI để nó xác định khuôn mặt, cho nên mình cảm thấy nó khá là ok rồi, mình không có gì tăng giảm thêm ha. Thì đó, thì đây là như là mình muốn xử lý bên này luôn. Ví dụ mình muốn cái hình này thì mình cần cho nó sáng mặt ăn tiền hơn một chút xíu, và mắt thì mình có thể enhance lại chút xíu chẳng hạn vậy ha. Môi thì mình cũng sẽ tăng saturation để lên. Nói chung là xử lý ở trong 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 cái này nó khá là hay. Face line, red eye removal không có, này eye whitening lên chút xíu, eye enhance lên để cho nó độ sâu mắt hơn. Đó, rồi lip saturation mình sẽ tăng lên và mình thêm chút màu đỏ. Đó, và sau tất cả các bước hồi nãy tới giờ thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có, đây là trước, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau, trước sau. Khá là ấn tượng đúng không? Khá là ấn tượng đối với mình cảm thấy khá là ấn tượng. Mình sẽ zoom lên đây, tầm này đi. Trước này. Đây là hình gốc của chúng ta.
Và đây là sau khi chúng ta xử lý xương xương qua với lại Lumina. Tất nhiên là nếu như các bạn thao tác quen rồi nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Còn như đây mình đang giới thiệu gọi là chi tiết chút xíu thì các bạn sẽ thấy nó khá là ha. Tất nhiên là phải cộng thêm thời gian chờ cái phần mềm nó load nữa thì ok rồi. Thì bây giờ mình có một cái gọi là một cái món quà khoảng 200.000 tặng các bạn, là các bạn sẽ click vô cái link để chúng ta tải cái phần mềm này trước nhé. Tải phần mềm này trial, là dùng thử thôi để các bạn biết là cái phần mềm nó vui như thế nào. Cứ dùng thử, bởi vì mình biết có nhiều các bạn quen với lại Photoshop, với Lightroom rồi. Tuy nhiên là phần mềm này các bạn có thể set up để cho nó trở thành một cái intro plugin này, để các bạn cài cái plugin này vô Photoshop luôn. Có nghĩa là các bạn vô Photoshop vào filter thì các bạn sẽ thấy cái Lumina 4 như là một plugin luôn. Đó, thì nó sẽ tiện hơn ha. Các bạn vô link ở ngay phía dưới phần description, phần mô tả hoặc là dưới phần comment, các bạn sẽ thấy cái link, click vô nó sẽ ra trang này. Các bạn chuyển qua phần download trial để chúng ta tải bản dùng thử, hoặc là nếu như các bạn muốn mua, các bạn có thể click vô buy now, sử dụng code cái promotion code để chúng ta sẽ giảm thêm 10 đô. 10 đô chính là 200.000, là món quà mình tặng các bạn. Cái code đó đây, các bạn click vô buy now nhé. Thì ở đây nó là 89 đô, dùng vĩnh viễn nha, dùng vĩnh viễn, và các bạn có thể update lên, ví dụ như là có Lumina 5 chẳng hạn vậy, thì các bạn có thể update lên. Mình không biết nó có tinh phí hay không, nhưng mà hình như là không tinh phí. Ở đây các bạn có thể enter promotion code và các bạn nhập là HP Photoshop và click apply, thì 89 đô nó sẽ còn 79 đô, đó là 10 đô mình tặng các bạn ha. Thì đơn giản là như vậy thôi, đó là toàn bộ video này. Nếu như các bạn thích hơn về những cái vấn đề về Lumina, các bạn có thể để comment phía dưới các bạn nhận xét như thế nào về Lumina. Nó là một phần mềm khá là thú vị đối với cá nhân mình, còn các bạn nghĩ như thế nào thì hãy cho mình comment phía dưới nhé. Và hãy cho comment cho mình biết là những video sau các bạn muốn mình làm vấn đề gì. Ở phía bên này nó sẽ có những cái video khác, các bạn hãy click vô để tham khảo nhé. Coi những video khác của mình làm rất là nhiều, khoảng 200 mấy hơn rồi, 200 mấy cái tút rồi. Thì mình hy vọng các bạn ủng hộ mình. Và đó là toàn bộ video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Hồng Phúc từ HPPhotoshop.com. Bye bye.